Nhất lên tay, nhất người lên tay xíu. Rồi giới thiệu em qua đây hả? Giờ trên phải tìm thuốc tay fan phải à. Nói tiếng gì vậy? Người em ở đâu? Giờ Huy. Kêu mình ra. Em ra đi lâu chưa? Gần 5 năm. 5 năm. Gần 5 năm. Gần 5 năm mà chưa phai. Em sinh năm mấy? Dạ, 2006. Nào xin ra đại sứ. Cái chỉ có cái gì? Mà đi mang đen đi đông đông kìa. Đi mà đi hơn người nó buồn chịu chi nổi. Đi lên đông đông rồi thì ở rồi đốt đứa trẻ rồi đó ngồi nướng hay ngồi cái vui. Đi mình có xe đó, mình đi cũng khỏe. Biết lớp mình thuê xe mình đi cũng khỏe. Đi mà thuê tài xế đi lên mình chung. Không đi đâu cũng mình xứ. Thuê xe lên đấy, nói rồi thuê xe máy đi. Ồ, biết đường rồi mà đi hết trời. Mệt lắm. Đi dịp nào chị ra bây giờ có tác với đây với đây dịp nào. Thấy nó có cũng có đi hơi dao. Nó dùng tay. Không đai chết nhất nụ đi rất lâu. Mua cây mày dùng để chân đỡ nghe. Dạ. Nhưng mà học bây giờ là cấp 6 là đang học cấp 3 à. 10 nữa lớp 11 rồi lắm cô. Đang học lớp 11 hả? Em lo đây gần 5 năm được không cô? Đi từ đầu năm 28 á. Gần 5 năm.
ra gì hết thì gần cứ động với mày đau quá chết gì đây. Bà chị mà mấy bữa 50 mấy á. Bà đau lá mấy bữa mà nhiều bà đau lá mà bên nằm im luôn. Bất kỳ chị đau mà có bữa gì vậy chị cáo với ông chồng chị luôn. Nói với yeah, mày nạn mụn đau kìa. Mày về nhà thấy cái nhà chưa quét của chị cáo gì lo không. Bà đau mà bữa nằm im luôn á. Cái gì chị đau tới bà kiểu bà tâm lý á kìa. Nạn sao mới với nó kìa, trời nó đau mà chị chịu không nổi luôn á. Nà, mụn nằm im rú nó không cửa là không cửa. Má ơi, bùi cái mẹt ơi. Mưa đó là rùi ghê. Nhất là ok em kêu mà nhờ mà nuôi heo rồi đó. Ừ, nuôi heo nuôi bò dễ điên lắm thiệt. Mình kêu chán thận mũi chích mà còn đỡ chứ bà rùi bù mình điên lắm. Thôi rùi mà bù bù chích mũi chích thì chị điên quá đi. Bù bù trưa nằm bù cán kho điên luôn á. Tôi tỉnh tôi ngủ không được. Cái ủa hôm nay con hăng vậy, bật điện thoại kêu con hăng đâu mà nó ngủ nhanh dữ vậy. Nhìn qua thôi chị bật là chị bị đè, ba bám đè đuối luôn á. Mới dạy được đó. Chị cứ thấy gì kéo con hăng miết luôn. Mà kéo không được. Tao đưa cái tao ra tao kéo, tao kéo miết tao kéo không được. Không tới được, cứ tới cái chỗ con hăng không cho tao kéo. Mà cầm tao tao nữa chứ. Cầm tao tao hú trên đầu ta. Sao nó kêu đùa mẹ ta mày nói. Mày chạp rón cầm lại thử ta ơi, mà cầm lại không thấy ta ơi đó. Ờ mà chị dơ không được, chị dơ không được cái tay em. Chị kêu em, chị dơ để chị kêu em ấy chị dạy em. Xong chị mai gì chị tỉnh dậy đầu cứ ta tức quá ta đi sách mày ta vũ ta đập ta kêu ta giết cho nó đi. Tao đi tao mở mép, tao mở mép mí mà tao mở không được, không dạy được, tao tức. Thôi đơn làm cái dạy đi lấy mày à. Mở tủ. Mở tủ lấy đi. Mũi kém quá đi, với lại làm nó lạnh ghét luôn. Tự nhiên làm nghe lạnh với sợ luôn. Cái dạy lấy mày, nó lấy mày xong cái đáp vô cái bà bóng bà đè luôn đó. Ngủ mì, có cái mày cái ngủ mì. Có cái mày là bị đè. Mỗi lần có cái mày là bị đè. Mà vì đáng ghê thiệt luôn á. Muốn mở miết cũng không thể mở ra được. Ừ, chị kêu chị rút cái điện thoại ra chị điện. Chị rút cái điện thoại mà đang chị cầm vô cái điện thoại mà chị giống như cái điện thoại bị tàng hình nếu chị không thể thấy được hắn không. Nhiều khi ghê thiệt. Hồi sáng mình mua trái cây ăn mấy ngày gần bán đắt quá. Là mấy mà gần rồi? Mùng 1 chuẩn bị tới mùng 1 rồi, mai mốt khi tới mùng 1 rồi đó. Chuẩn bị tới rào mà mê mốt mùng 1 rồi hả? Nó lộn đó, mùng 1. Chị vẫn thiệt chứ.
gần ra mà 31 chỉ đó mùng 1.